Đột nhiên á mọi người, cảm thấy nha, cứ vô hết lòng đi, kết quả như thế nào không quan trọng, sao cũng được, miễn là mình có một đứa bạn thân giàu là được. Chào mọi người, em là Thư, có đứa bạn thân từ nhỏ tên là Hân, 26 tuổi đầu. Hân á thì gì nó cũng thiếu, mỗi cái là không thiếu tiền thôi. Ngày xưa nha, lúc nhà cũ của em còn chưa được quy hoạch á, thì em với Hân ở cùng khu nhà. Mỗi cái nhà Hân á thì giàu, mà con này lại thích nhất là chạy đến trước mặt em để khoe khoe, nên em ghét nó thấy mẹ. Rồi cho đến hôm, Hân á, nó diện trên mình bộ váy công chúa mùa hường mới cứng chạy tung cà tăng đi khoe. Từ đâu có con chó nó nhảy ra dí theo Hân, khiến cho nó vừa chạy vừa khóc quá trời khóc. Không biết lúc đó lấy cái can đảm ở đâu mà em chạy ra đuổi con chó đi. Thế là từ đó Hân đơn phương tuyên bố chúng em là bạn thân. Đỉnh chưa? Cứ thế suốt 20 năm, bây giờ tụi em cũng đã 26 rồi đó. Thân á, thì vẫn thân. Còn con Hân thì nó vẫn sợ chó như thường. Người ta có câu á, mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng thích. Nhưng không, Hân nó ghét người yêu em từ cái nhìn đầu tiên chứ không cần nhìn đến cái thứ hai luôn mà. Suốt một năm yêu nhau thì số lần á, Hân nó khuyên em chia tay còn nhiều hơn số dư tài khoản của nó nữa. Rồi những cái ngày đó nha, em làm gì nghe đâu á, vì yêu cứ đâm đầu cho nên cuối cùng á, đâm nhiều quá đầu mọc hai cái sừng lúc nào đâu hay đâu. Ngày nghe tin em bị cắm sừng, nước mắt em thì cứ rơi, còn bạn yêu thì vẫn ngồi bên cạnh cười nắc cười nẻ như con thần kinh trốn trại. Tao nói mày rồi, mày đâu có nghe, cứ thích đâm đầu với thằng nó làm gì không biết nữa, người ngợm như mấy đứa mẹo á má, gì cũng không được, được mỗi cái mồm sờ lờ đấy. Giờ thì sáng mắt mày ra cho con, ngu lắm con ạ. Vừa lòng tao, đảm bảo chuyện này mà đi kể á, tụi nó phải đem ra cười cả năm mới đủ nha má. Đang lúc em sắp tuyệt giao nghỉ chơi với thằng Hân thì nó móc từ trong túi ra hai tấm vé máy bay đi Phú Quốc với một câu xanh rờn. Rồi, mừng ngày bé heo bị cắm sừng thì chị đây sẽ đưa cưng đi Phú Quốc để thanh tẩy năng lượng ô uế này, chị bao. Trời đất ơi, tiền giấy, bạn bao mà không lấy thì là đồ ngu, đúng không? Thế là em vác theo đôi mắt sưng húp như con ốc nhồi lên chuyến bay đến vùng đất mới. Eo, bạn yêu ơi, mình thề sẽ yêu bạn suốt đời luôn á. Đó là tiếng lòng của em ngay khi thấy căn villa view biển to oạch, được trang trí lộng lẫy. Bên trong là mấy anh trai cao to trắng thơm đang để lộ cơ bụng múi tên nào, tên nó múi nào múi nấy. Ôi ôi, nó tung tăng chạy khắp nhà. Và lời vàng ý ngọc từ đôi môi ngọc ngà của bạn thân yêu dấu toát ra kiểu... Trái đẹp thế gian nhiều vô kể, tội gì mắt mù cứ ấp đầu với bãi cướp trâu mày. Cho mày tự do lựa chọn, thích anh nào lấy anh đó dùm tao. Chỉ đây thầu hết mấy em trai cho mày chơi đến suốt đời, ok chưa? Không những thế nha, tối đó Ngân nó còn tổ chức cho em một buổi bạc tiêu hoành tráng với lý do mỹ miều là mừng em bị cắm sừng. Má, chưa kịp để em cảm thấy tổn thương thì Hân nó tặng luôn cho em một căn chung cư ở Vinhomes để hai đứa tiện ở cạnh nhau, vì lúc trước em ở cùng với người yêu cũ. Đó, không cần quan tâm chúng ta yêu ai hay như thế nào đâu cả nhà. Cứ yêu hết mình đi, miễn là mình tìm được một đứa bạn thân giàu, thật giàu là được rồi. Gặp người tốt thì mình ăn cả, còn gặp thằng tồi thì về tìm bạn thân rồi dùng tiền lau nước mắt là xong, phải không? Cuối năm, tưởng người yêu dẫn về nhà ăn cơm nói chuyện cưới xin đàng hoàng, ai có dè. Bác gái dằn mặt em một vố thốn không đỡ nổi. Em tên Hương, 24 tuổi, hiện đang làm lễ tân khách sạn. Em yêu Nhật hơn 3 năm trời. Về nhà ra mắt ba mẹ anh cũng chục lần trở lên. Hai bác ương em lắm, còn hỏi chừng nào mới chịu cưới để đem quà qua gặp bố mẹ. Em tưởng mọi chuyện quá êm đẹp, được bạn trai yêu mà gia đình anh cũng thương. Tưởng tình yêu lý tưởng, ai dè là tưởng mình đủ tiêu chí làm con dâu của bác gái. Cho dù 10 điểm, nhưng phải chào thua lời phán của thầy phong thủy thôi. Chuyện là ngày 23 tháng 11 sinh nhật mẹ người yêu, em hỏi mé mé chuyện đưa em về nhà ăn sinh nhật chung, thì Nhật lấy lý do bác gái không tổ chức, nói em đòi về làm gì cho tốn công, còn bảo tặng gì thì để ổng đưa là được. Em không chịu, đợt này về là em tính hỏi chuyện, cứ xin luôn ấy mà cứ nài nỉ mãi. Ổng mềm lòng chịu chở em về nhà chơi, tới ngày sinh nhật em chuẩn bị quà đúng chất lượng, tưởng tặng mẹ anh thì sẽ vui, ai có dè em vừa bước chân vào nhà người yêu, bác gái đã lườm một phát. Còn nói khóe kiểu, nhà tôi vừa mới lau, Hương đứng ở ngoài đợi nó khô rồi hả vào. Bác khó chịu ra mặt, nhưng em ngây ngô đâu biết gì, vẫn nghe lời đứng đợi. Đúng lúc Nhật mang đồ vào nhà thì em cản lại. Mẹ anh lên tiếng, để nó vào nhà đi. Cô không thấy nó xách đồ nặng à? Con gái gì mà ích kỷ, yêu đương gì cái ngữ này được. Em đần mặt ra nhìn bác, cũng tự trấn an bác gái đang khó ở trong người. Nhật cầm đồ đi vào nhà, để em đứng một mình trước nhà. Ông cất hết đồ lên bàn, mới hỏi em sao không vào. Thì mẹ anh gằn giọng, để nó vào cho tán gia bại sản cái nhà này hả? Coi chở nó đi đâu thì đi nhanh đi. Sốc tập 2, bác gái lườm liếc tới nỗi mà em không dám bật lại. Đứng trước nhà vừa run vừa sợ, lấy hết can đảm, em gửi quà và chúc mừng sinh nhật bác.
thì bác phán thêm một câu nữa: cô tránh xa ngôi nhà này ra là phước phần cho tôi lắm rồi. Thấy tình hình không tốt đẹp gì, Nhật cầm tay em ra khỏi nhà, chở em về nhà. Trên đường hai đứa không nói gì, em thì tủi thân mà khóc. Nhật nghe tiếng nấc, ổng dừng xe vào lề an ủi em đủ thứ mới nín được. Khúc về tới nhà em, đứng trước cửa nhà, Nhật bảo có chuyện cần nói. Em tưởng nói về mẹ anh khó chịu, em quơ tay bảo không sao này kia, thì ổng chốt một câu: anh và em chia tay đi, anh thật lòng xin lỗi em. Em chết đứng tại chỗ, mọi thứ đang tốt đẹp tự dưng sụp đổ, kiểu không tin vào tai. Cứ hỏi lại 3-4 lần nhưng vẫn trả lời câu chia tay. Em hỏi lý thì ấp úng không nói, chỉ đòi chia tay bằng được. Em cố chấp níu chuyện tình 3 năm, năn nỉ anh suy nghĩ, vì 3 năm nói muốn bỏ là bỏ được. Em đang nói thì Nhật phóng xe máy đi luôn, đau lòng mà nhịn ăn nhịn uống. Cả tuần em nhắn tin cho Nhật về chuyện chia tay không lý do. Tới ngày 29 thì Nhật trả lời một câu ngắn gọn: mẹ anh đi xem phong thủy, thầy bảo tuổi hai đứa được kỵ nhau. Yêu em là nhà anh làm ăn ngóc đầu không lên, tai họa liên miên, nhà không có người bệnh cũng tai nạn bị tật, tai nạn ụp lên đầu. Em đọc mà chấm hỏi cực mạnh, 3 năm bên nhau có bị gì đâu mà bảo yêu em dính tai họa. Em còn thấy nhà anh phớt lên, tậu hẳn con xe nửa tỷ diễn Tết, bây giờ đổ thừa tuổi không hợp. Nhật còn nói em quên anh đi. Nghe lý do xong em chỉ tiếc 3 năm hai đứa rất tốt, vừa hòa thuận còn hiểu nhau. Em không nỡ quên thật, nhưng nửa tháng sau em hối hận cực kỳ khi thấy tấm thiệp cưới của Nhật được bạn ổng up story. Tình cờ hơn là em đã thấy và đánh giá. Em hẹn kèo cà phê hỏi bạn của Nhật về chuyện đám cưới. Là con gái với nhau, chị thấu hiểu sự cay cú của em. Bà kể hết sự thật cho em nghe, nói đang quen em thì Nhật yêu xa một cô bé đang ở bên Úc. Lúc cô ấy về Sài Gòn sinh sống thì Nhật đã âm thầm lo từ A đến Z, vung tiền lo hết tất cả vì em ấy. Thoải mái với nhau quá thì sình bụng luôn. Cô ấy có bầu 2 tháng rồi nên đành phải cưới. Chị bạn của Nhật còn phán thêm một câu: con bé đó sinh cùng năm với Hương đó, nghe Nhật nói tuổi hợp nên gia đình hai bên chốt cuối năm cưới luôn. Chấn động chưa? Tuổi kỵ nhau mà phải tùy người mới kỵ, tai nạn, tai ơ đồ nha. Kỵ có this có that. Em điên gan chụp thiệp cưới gửi Nhật hỏi rõ. Ổng khai là do say quá, nhìn nhầm người ta giống em nên làm bậy. Phải chia tay em sớm để khỏi đau lòng nhiều. 3 năm trời chốt một câu đau thấu tim. Nhật vẫn chọn nói dối chuyện phản bội, còn em gửi lên pay vẫn nhớ về tình cũ. Em chấp nhận chúc phúc cho người ta. Tôi và Ngọc là bạn thân của nhau suốt từ những năm cấp 2 đến hết cấp 3. Đúng như nguyện vọng, chúng tôi cùng đổ chung một trường đại học mơ ước. Khi có thông báo trúng tuyển, chúng tôi ngay lập tức xin bố mẹ hai bên cho ở trọ cùng nhau. Dù người ta nói không nên ở chung với bạn thân, dễ mất bạn lắm, nhưng mà tôi tin với tình bạn lên đến 7 năm của mình, chúng tôi sẽ phá bỏ lời nguyền đó. Thời gian đầu, căn trọ nhỏ lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười nói vui vẻ. Chúng tôi phân chia việc nhà rất minh bạch, rõ ràng và tôn trọng cuộc sống riêng tư của nhau. Chỉ sau một thời gian ngắn, tôi đã vỡ mộng. Con Ngọc chẳng phải đứa sạch sẽ như tôi vẫn thấy. Nó ăn xong không thèm rửa bát, ung dung lên giường nằm bấm điện thoại, rác đầy không thèm đổ, tóc chải trụng đầy dưới sàn cũng không thèm vơ. Mỗi lần bước vào nhà tắm, tôi phát bực với nó. Quần áo từ hôm qua, nó vẫn ngâm trong chậu nên giờ tôi chẳng có chậu để dùng. Bồn cầu chuyển sang màu vàng nó cũng không thèm cọ. Dù hôm nay đến lượt nó, có lần tôi suýt ngã sấp mặt vì xà phòng nó vừa tắm vẫn còn lên láng dưới sàn. Nhiều lúc tôi muốn nhắc nhở nó mà cũng ngại. Dù gì cũng là bạn thân, thôi thì 9 bỏ làm 10. Thậm chí tôi còn hoài nghi nhân sinh, hay do mình khó tính quá, chứ chuyện cũng chẳng đáng gì. Lúc không kiềm chế nổi tôi mới nhắc nó vài 3 câu, nhưng thứ tôi nhận lại được chỉ là: mày cứ để đấy, tí nữa tao làm. Nay tao hơi mệt, để mai cũng được mà. Tao thấy vẫn sạch mà dọn làm gì lắm vậy, mình sạch quá cũng không sống lâu hơn tao được đâu. Do hai đứa có thời khóa biểu khác nhau nên chúng tôi đã thỏa thuận đứa nào rảnh thì sẽ nấu cơm. Nhiều hôm nó tan học sớm nhưng không chịu về nấu mà cứ lượn lờ câu giờ. Không biết nó có lắp camera giấu kín trong phòng không, mà đúng lúc tôi vừa nấu nướng xong xuôi nó mới vác xác về. Ôi, mày nấu cơm xong rồi à? Nay tao học về muộn mệt quá. Nhiều lúc tôi thấy tôi giống người giúp việc cho nó thì hơn. Tôi tưởng tượng nó mà ở căn phòng này một mình á, thì cái phòng này không sớm thì muộn cũng biến thành chuồng lợn. Mấy hôm nay nó mới có người yêu mọi người ạ. Người yêu nó là một anh khóa trên. Nó bắt đầu dẫn người yêu qua phòng chơi, rồi còn ăn ké, ngủ ké nữa chứ. Nhiều lúc tôi và con Ngọc đặt đồ về ăn, thức ăn chuẩn bị lên đến miệng thì ông người yêu nó thình lình xuất hiện, lấy bát lấy đũa ngồi ăn chung tự nhiên như ruồi Hà Nội. Hai đứa nó cứ nhắm miếng ngon mà gấp, bà bón cho nhau, còn tôi thì may mắn được ăn thêm cơm chó miễn phí. Thôi thì càng đông càng vui. Nhưng đến công đoạn share tiền thì con Ngọc chỉ trả tiền một nửa,
trong khi bọn nó có tới 2 miệng ăn. Có những ngày ông người yêu nó còn ở phòng nhiều hơn cả tôi. Tụi nó cứ làm nũng, ôm ấp, hôn hít nhau. Tôi không tài nào mà học nổi. Đỉnh điểm, ông người yêu nó còn ngủ lại qua đêm, kể cả hôm tôi ở nhà. Nếu tụi nó ngủ tôi đã không nói gì. Đằng này tụi nó thức, đang bắt đầu chìm vào giấc ngủ, tôi lại bị đánh thức bởi những tiếng động lạ phát ra ngay trên gác xếp. Tôi nhắc nhở nó nhiều lần, nó cũng chỉ để đó. Ta xin phép mày rồi chứ có phải là không đâu. Mày không chịu nổi thì dọn đi chỗ khác thôi. Tôi hết chịu nổi rồi, chắc tôi phải đi chỗ khác thật. Chứ ở với nó thêm ngày nào là tôi phát điên ngày đó. Người ta nói cấm có sai, nhất định đừng có ở chung với bạn thân mọi người nha.